mới xuất xưởng luôn cả nhà. Để cho cả nhà coi lại xem lại kỹ nha. Chưa chịu chưa giá luôn. Chào cả nhà nha. Bữa nay mình thấy chiếc xe này mới ráp lên, mình chia sẻ cả nhà chiếc Yamaha M6000 cả nhà. Bốn cái vỏ zin em nói là thấy nó là thấy đây rồi chảy nước miếng luôn á. Vỏ em nói là gai còn cao ngất luôn nha. Là vỏ zin nó luôn cả nhà. Vỏ nó đẹp luôn á. 12.4 trên 11 trừ 36 cả nhà. Cái mâm nó thì nó ngã màu vàng nha. Sơn nó ngã màu vàng thôi. -22 cả nhà. Mâm nó mâm zin chưa làm lại giá à. Chứ anh này thì mới kiểm tra về ráp lại là giữa lại thôi. Em này là vỏ như giống như vỏ mới à, chạy không bao nhiêu tại vì nó chạy suốt nhiều rồi. Em này máy móc chạy êm lắm cả nhà, để mình cho cả nhà xem cái lường ở trước một cái ha. Máy móc em này phải nói là khỏi lo, cả nhà khỏi lo, mình soi kỹ cho cả nhà nha, bạn nào có nhu cầu lẹ lên nha. Mấy chiếc này lẹ lên nha. Máy móc đẹp lắm cả nhà. Ha. Máy móc ngon lắm nha. Máy móc nồi này, cái này em này là mới rửa chưa đánh bóng bỏ ra mấy ngày nữa đánh bóng thì chiếc này thì nó không biết cái đường nào mà chê nha cả nhà. Nó bụi đất nha. Lúc cả nhà nói là cái ron em nó còn nha, mấy cái ron zin em nó còn nha, chưa có rễ chưa có chùi vậy. Mới lắm cả nhà. Ghê quá. Này là chưa chùi giữa, mình vô mình gặp cái mình nói là bên bãi là đem ra là đem ra luôn nha. Em này là 3600 giờ cả nhà. Có cái yên thì nó dắt. Còn cái gì đây? Đó giờ mới thấy ba nữa không phải lắm. Này có cái máy che còn nha. Để mình soi cái lường bên đây cho cả nhà xem cái lường bên đây nha. Đó. Em này là zin đẹp lắm nha. Đó, cả nhà. Cái cùi nó sạch sẽ cả nhà. Em này thì được tạp tiêu chuẩn hết rồi nha. Em này đặt cơ toàn tạp luôn. Đó, về
nó cả nhà, chưa có dặm gì hết luôn, còn nguyên zin nha, nó râm 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 cả nhà. Chị vừa thấy gì cả nhà, tút lại cái là ngon lành nha. Này, để lại cho cả nhà xem lại, úp lại luôn nè. Cái nhà có cái mui là mui nhỏ gọn gọn nha. Rồi cả nhà có gì gọi trực tiếp cho mình nha.